Xin chào các bạn nhé, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ cho các bạn tham quan một loài hoa, đó là hoa tigon. Hoa tigon còn được gọi là hoa hiếu nữ hay hoa tim vỡ hay là hoa trái tim đó các bạn ơi. Này, nó thuộc dạng thuộc họ nho nhá. Và thân là mọc theo dạng dây leo này, cái này nó có dính cái hoa, cái cây khổ qua vô á. Hoa tigon có nguồn gốc từ Mexico, một đất nước Trung Mỹ, và thường có màu trắng, hồng, đỏ, mọc thành chùm rất là đẹp nha các bạn. Lá của hoa tigon thì mọc đơn lẻ này. Này, nhìn nó ná giống như lá nho ấy. Đây. Bề mặt phiến lá không có lông nhá, hơi nhẵn nhá. Nhìn nào các bạn, nhìn đây. Rồi. Hoa tigon sinh trưởng tốt trong những nơi có khí hậu ấm áp như là châu Phi, châu Á, và trong đó là có Việt Nam. Hoa tigon thường nở vào thời điểm tháng 4 hàng năm khi mà chuẩn bị bước sang mùa hè, nhưng mà đây hiện tại là mình đang thời điểm ở đây là tháng bây giờ hiện đang là tháng hết tháng 8 mà chuyển sang tháng 9 này, mùa tiệu trường của các bé này đó. Mình khí hậu Đắk Lắk và hoa tigon vẫn đang nở rất là đẹp nhá. Hoa tigon gắn liền với câu chuyện tình yêu đau thương của một cô gái có tên là Tigon ở Mexico. Do đó là hình tượng của hoa tigon nó giống như là trái tim tan vỡ, thể hiện cho cái sự chia ly đau khổ. Thường là một số nhà người ta quan niệm là người ta sẽ không trồng hoa tigon ở trước nhà, tại vì là sợ con gái ế chồng, thể hiện cái sợ con gái đau khổ, chia ly, tan vỡ vì tình yêu đó các bạn. Hoa tigon tượng trưng cho đam mê cháy bỏng. Tại một số nền văn hóa phương Tây thì hoa tigon đỏ còn tượng trưng cho tình yêu đích thực. Đây là đây có cái chùm tigon này. Nó giống như cái trái tim tan vỡ đó. Đó. Hoa tigon còn được xem là một loại thuốc trong y học có công dụng là giảm đau, chống viêm, và đồng thời còn được dùng cho những người bị bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch nữa nhé các bạn. Trong phong thủy thì là mệnh tương ứng thì sẽ hợp với một cái màu hoa tương ứng, do đó là mệnh kim thì hợp với tigon trắng, và mệnh thổ thì sẽ hợp với tigon màu hồng và màu đỏ. Khi trồng giàn hoa tigon, bạn sẽ thu hút được tình yêu viên mãn và trọn vẹn. Nếu bạn là những cặp vợ chồng, tình yêu của các bạn sẽ ngày càng bền chặt và hạnh phúc hơn đó, chứ không giống như một số người quan niệm là hoa tigon là trồng trong nhà là sợ con gái ý chồng đâu nha các bạn. Hoa tigon hợp với đa số tuổi mệnh, đặc biệt hợp với những người mệnh kim. Người tuổi Hợi trồng hoa này sẽ mang tới nhiều tài lộc và yên ấm an vui. Hoa tigon thích hợp trồng tại ban công, sân thượng, hàng rào, dàn leo hoặc cổng vòm nếu rất đẹp. Hiện tại là mình đang chưa thiết kế được nhà, cho nên là mình trồng tạm lên trên cái dàn này này. Sau này mình sẽ làm cho nó một cái vòm, nó leo ra. Đó. Hoa tigon rất là dễ sống nha, thường là nó có hoa quanh năm luôn á. Hoa tigon màu trắng thì là tượng trưng cho tình cảm trong sáng, thuần khiết. Còn ở đây nhà mình trồng hoa tigon màu hồng. Hoa tigon màu hồng thì thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết đến những người mà bạn trân quý yêu thương, thể hiện nỗi nhớ bồi hồi. Nếu được nhận một giỏ hoa tigon hồng thì chứng tỏ người đó nhớ bạn rất là nhiều, và ngược lại nhé. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ngày hôm sau mình sẽ cho các bạn đi tham quan một loài hoa mới nhé.